Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về X-Design cùng với Solid & Soft. Và trong cái bài học ngày hôm nay thì mình mong mọi người sẽ nắm được một số cái kiến thức như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể tạo được một sketch. Thứ hai là tạo một khối bằng lệnh Extrude. Tiếp đến là dùng lệnh Fillet để có thể bo khóc. Tiếp đến là sẽ tạo một lỗ bằng lệnh hâu. Và cuối cùng là chúng ta có thể edit sketch này hoặc là feature, cũng như là sử dụng cái thanh rollback trên những cây thiết kế cho cái mục đích thiết kế của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi xây dựng một cái mô hình cụ thể. Và đầu tiên thì mình sẽ click vào mặt phẳng XY và chọn để tạo sketch. Và mình sẽ tạo một sketch là hình chữ nhật, bắt đầu điểm bắt đầu là từ góc tọa độ. Tiếp đến mình sẽ ràng buộc kích thước, chiều dài là 125mm, chiều rộng là 40. Rồi mình sẽ click accept sketch này, rồi và chọn cái hướng nhìn tiêu chuẩn để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Rồi và mình sẽ click vào tab feature ở trên cây thanh toolbar và chọn vào lệnh extrude. Rồi và một cái bảng hiện lên, chúng ta sẽ chọn vào mục select profile thì chúng ta có thể chọn trực tiếp vào cái sketch ở trên cái màn hình, hoặc là chúng ta có thể click vào phần sketch ở trên cây thiết kế. Thì ở đây mình sẽ click vào cây thiết kế này, rồi và ở đây thì mình sẽ chọn là 10. Mình click OK. Tiếp đến là mình sẽ tạo một cái mặt một sketch tiếp theo từ cái mặt phẳng này, và mình sẽ click vào mặt phẳng và chọn create or the edge sketch. Rồi mình sẽ tạo một cái đường thẳng từ đây, từ phần đáy. Tiếp đến là mình sẽ tạo một cái đường cong nối tiếp cái đường thẳng. Thì thực ra cái lệnh này là mình đã hướng dẫn các bạn ở cái bài thứ hai về những cái lệnh cơ bản ở trong sketch, thì nếu như bạn nào quan tâm thì có thể quay trở lại cái bài học thứ hai để có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ mình sẽ tạo cái đường cong kế tiếp cái đường thẳng bằng cách là quay trở lại cái điểm kết thúc cái đường thẳng trước đó, rồi và tiến hành vẽ đường cong thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ vẽ một đường thẳng và kết thúc sketch của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành ràng buộc các kích thước cho sketch. Với chiều cao sẽ là 35mm, khoảng cách từ tâm đến phần mép ngoài cùng sẽ là 50. Và cái đường kính, bán kính của cái đường cong này sẽ là 20. Rồi và mình sẽ accept sketch và bắt đầu thoát ra môi trường bên ngoài. Rồi mình sẽ quay về tab feature và chọn vào extrude. Lần này thì mình sẽ click chọn thẳng vào cái phần sketch ở trực quan ở ngay trên cái màn hình của chúng ta luôn. Rồi các bạn có thể thấy đây là cái hướng nó muốn extrude theo cái hướng ở bên ngoài. Thì ở bây giờ mình sẽ muốn là extrude vào cái hướng ngược lại. Thì các bạn có thể chọn ở phần distance này, thì các bạn có thể click vào cái biểu tượng reverse direction cho mình. Rồi và mình sẽ cho chiều dày là 10. Mình click OK. Rồi tiếp đến thì mình cũng muốn tạo thêm một cái feature nữa là extrude cut, tức là cắt đi một phần của cái chi tiết này. Và mình cũng từ cái mặt phẳng này mình sẽ bắt đầu tạo một sketch tiếp. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái chi tiết hình chữ nhật. Các bạn có thể vẽ thoải mái, bởi vì sau khi ràng buộc của chúng ta xong thì chúng ta có thể điều chỉnh hay các thứ thì tùy mình. Rồi ở đây thì mình sẽ cho là chiều rộng là 3mm thôi. Rồi thì ở đây thực tế thì mình muốn cho cái này nó bé hơn một xíu nữa, và mình cũng không có cần kích thước cụ thể. Rồi mình sẽ thoát ra và quay trở lại phần feature. Ở đây mình sẽ sổ ra cái ở cái tab feature phần extrude thì mình sẽ chọn phần extrude cut. Tiếp theo click vào biên dạng, và ở đây các bạn có thể thấy vẫn đúng theo cái ý đồ của chúng ta là extrude cut vào phía trong của cái chi tiết. Tuy nhiên thì nó chỉ cắt một phần thôi, và bây giờ mình muốn cái chi tiết của mình sẽ được cắt hết luôn.
Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Thì ở cái phần direction 1 thì mình sẽ chọn, thay vì blind thì mình sẽ có hai cách, có thể mình chọn through all both, nghĩa là cắt xuyên cả hai bên luôn, hai hướng đối diện nhau, có thể vào đây này hoặc là ra đây luôn cùng một lúc, hoặc là theo through one way, nghĩa là theo một hướng thôi, thì ở đây mình sẽ chọn through one way. Rồi, và bây giờ mình sẽ click OK. Rồi, thì bây giờ tiếp đến mình sẽ tạo một cái lỗ bậc ở phần này, ở chính tâm của cái đường cong này luôn. Thì bây giờ mình sẽ tạo sketch tiếp để tạo cái điểm tham chiếu cho chúng ta, để lát nữa chúng ta có thể tạo lỗ một cách nhanh chóng. Nên mình click vào chọn điểm này. Và bây giờ các bạn làm sao để có thể chọn đúng cái điểm tâm này ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đấy là mình sẽ dê chuột vào cái phần đường cong và nó sẽ hiển thị tâm của nó, và mình click vào đây, rồi mình sẽ thoát khỏi môi trường sketch. Tiếp tục thì mình sẽ quay về feature và chọn vào hole. Rồi thì ở đây mình sẽ chọn cái loại lỗ là lỗ gì, ở đây mình lỗ bằng đúng không, nghĩa là dạng counterboard đấy, hoặc nếu mình không biết tiếng Anh thì cũng có thể thấy cái hình minh họa rất là trực quan ở đây. Thì tiêu chuẩn thì mình sẽ chọn ISO thôi, chứ không chọn metric hoặc là inch cả. Rồi tiếp theo thì size thì mình chọn size 18. Rồi tiếp tục mình xuống đây thì cái phần độ sâu thì mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn, thì tuy nhiên mình sẽ chọn đây là through all, là xuyên qua tất cả. Rồi mình click chưa click OK được đâu các bạn, vì mình sẽ phải chọn cái vị trí nữa là phần placement. Mình click sang cái tab placement này và chọn vào cái điểm mình đã tạo ở sketch. Rồi các bạn có thể thấy review đây, chúng ta đã có được một cái lỗ bậc ở trên cái mặt phẳng này. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một số cái fillet cho chi tiết, để trong cái chi tiết có thể trông được nhìn mềm mại hơn. Thì mình sẽ click vào biểu tượng là fillet này. Rồi và ở đây mình sẽ fillet là 8mm cho cái cạnh xung quanh đây. Rồi đây, tiếp đến ở đây và ở đây nữa, cũng như là góc này. Rồi mình click OK. Rồi và mình cũng muốn bo cho xung quanh nữa, một góc là cạnh 3mm thôi. Rồi mình sẽ click vào đây, nó sẽ tự động chọn cái chuỗi cho mình các bạn. Rồi mình click OK. Thì tuy nhiên là ở đây thì mình lại quên mất là mình giả sử như mình đang muốn fillet nhiều hơn, có thể xung quanh nữa chứ không phải riêng gì đây, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa cái feature đấy bằng cách click chuột vào đây, rồi và nhấn vào Edit Feature. Rồi và mình sẽ cùng nhau chọn thêm thôi. Rồi và cái hướng nhìn của chúng ta thì ở đây là mình thấy khá là OK rồi. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số cái cách chọn cái hướng nhìn của chúng ta. Thì trong cái design thì chúng ta có hai cái cách để mà quan sát cái hướng chi tiết của mình. Thì ở cái bài học đầu tiên về giao diện thì mình đã hướng dẫn các bạn một cách rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa nhé. Thì chúng ta có thể click vào cái biểu tượng trên này là cái phần View Selector, và mình click vào đây thì mình có rất là nhiều hướng nhìn khác nhau các bạn. Và đây mình sẽ ấn vào cái hướng này đi, thì chi tiết chúng ta sẽ được nhìn ở cái hướng này. Rồi tiếp theo mình có thể nhìn bằng cái hướng này đi. Đó, thì đấy là một cái cách mà nhanh và mình đã hướng dẫn ở cái bài trước. Thì bây giờ mình sẽ có một cách thứ hai nữa, là chúng ta click vào tab view ở trên thanh toolbar, rồi và click vào cái biểu tượng hình lập phương đây. Rồi mình sẽ sổ ra có rất là nhiều tùy chọn, front view, back view, left view, vân vân. Thì ở đây mình sẽ chọn là
isometric đi. Đó, thì các bạn cũng có thể thấy chúng ta cũng có thể chọn được những cái hướng nhìn mà chúng ta mong muốn. Thì đó là về một số cái cách mà mình đã dùng để mà view cái chi tiết của mình trong quá trình thiết kế. Và tiếp tục quay trở lại cái thiết kế của chúng ta, thì mình bây giờ mình giả sử nhá, thì khi mà chúng ta thiết kế đến đây rồi và chúng ta nhận ra rằng ôi mình đã quên thiết kế tạo hai cái lỗ sau cái bước là chúng ta tạo cái lỗ bậc ở đây, chúng ta sẽ muốn khoan hai cái lỗ ở hai bên này trước khi chúng ta tạo fillet. Tuy nhiên là chúng ta đã lỡ rồi, thì bây giờ còn cách gì để chúng ta có thể khắc phục cái lỗi này không ạ? Thì có một cách đấy là mình sẽ dùng thanh rollback ở cái trên cái thanh cây thiết kế này này, mình sẽ lăn lên về trước khi chúng ta tạo fillet. Rồi các bạn có thể thấy. Rồi và ở đây mình sẽ tiếp tục chọn mặt phẳng này và tạo hai cái tạo sketch, tạo điểm trước khi mình tạo hai cái lỗ khoan. Ở đây mình sẽ click vào điểm này. Đây. Đây. Rồi mình sẽ tạo đi kích thước, ràng buộc kích thước khoảng cách đây đến đây là 15 nhé các bạn, 15 mm. Rồi từ đây đến đây nữa là 10. Tương tự cho lỗ cái điểm tiếp theo 15 10. Rồi mình sẽ tiếp tục thoát ra khỏi môi trường sketch, quay về hướng nhìn cơ bản. Rồi tiếp tục quay về feature, chọn vào hole, và ở đây thì mình sẽ phải thay đổi một xíu, không phải là ở dạng counterpoint nữa mà mình sẽ chọn dạng straight là lỗ thẳng, vẫn là ISO, tuy nhiên ở đây không phải là dowel hole nữa mà mình sẽ chọn là grill size, nghĩa là cái lỗ theo cái dạng khoan các bạn thì chúng ta sẽ có cái bước nó nhỏ hơn. Thì ở đây mình sẽ chọn cái lỗ là 7 thôi, 7.0 này. Rồi mình sẽ ở phần placement mình sẽ chọn hai cái điểm này, tiếp tục. Rồi mình click OK. Rồi và các bạn có thể thấy đây là như là chúng ta chưa từng tạo hai cái fillet. Và bây giờ mình sẽ xem cái thiết kế toàn diện của mình sau khi mà mình đã sửa chữa rồi, thì mình có thể lăn cái thanh rollback này lại một lần nữa xuống cuối cùng và chúng ta được chi tiết đã hoàn thành và đúng cái ý đồ của chúng ta mong muốn ngay ban đầu. Và bây giờ nữa thì nhìn hình của mình nó hơi là đơn điệu đúng không? Và bây giờ mình muốn tạo một cái điểm nhấn bằng cách là cho thêm cái màu sắc, thì các bạn có thể nhấn vào cái tab tool này ở trên lệnh toolbar và click vào cái color wheel. Rồi thì cái ở đây nó sẽ cho chúng ta hai tùy chọn, một là face này, hai là set. Thì ở đây mình muốn tạo toàn bộ cho cả chi tiết chứ không phải từng mặt một, thì mình sẽ nhấn vào set. Rồi và phần pick a set này thì mình sẽ nhấn vào ở cái trực tiếp vào cái chi tiết của chúng ta, và mình sẽ chọn một cái màu sắc bằng cách là ở phần current color này, ở ô vuông này mình sẽ click vào và mình sẽ chọn một cái màu nào tùy ý. Ở đây mình sẽ chọn một cái màu tông màu hơi tối một xíu, màu đỏ hơi tối. Rồi tuy nhiên là nếu như các bạn có được cái bảng màu từ trước, cái số liệu số màu bao nhiêu thì chúng ta có thể điền thông số vào đây, còn đối với mình thì mình sẽ chọn một cái màu bất kỳ ở đây thôi và mình sẽ nhấn vào apply and continue. Rồi và mình sẽ click OK, và bây giờ là chúng ta đã hoàn thành cái chi tiết của mình rồi. Vâng, và cái buổi hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách dựng một chi tiết trong môi trường feature bằng một số lệnh cơ bản như là lệnh extrude này, lệnh fillet này và lệnh hole. Thì vào cái buổi kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái option nâng cao của cái lệnh extrude và xử lý cái chi tiết ở dạng đối xứng trong cái môi trường sketch. Và qua cái video này thì mình xin chúc các bạn thực hiện thành công với cái mô hình của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video kế tiếp.